dính vào con rồi nha các bạn. Êm quá con. Các bạn, con chim thai vuốt nè, chim đầu đời của nó đó. Chim đời con ơi. Đã mà nào. Đã. Cảm giác đầu đời. Đó là chuyện ấy. Tuyệt vời nha các bạn. Quá đã luôn. Nó săn được con rồi đó, mê rồi đó. Ờ, đằng kia ba con nữa rồi các bạn. Thôi cho nó ăn xíu đi. Cho nó ngậm nhai đầu xíu. Tuyệt vời. Đã không các bạn. Nó huấn luyện được một con chim mà đi săn được là cả một quá trình nha. Sướng nha, cảm giác này sướng nha. Đi săn được con đầu tiên. Đằng kiếm đâu ra cái nón hoa vậy? Trời, nón hoa này săn heo ghê. Nón phong thủy à? Ừ, phong thủy á. Phần thưởng nó con ăn đi. Đằng kia còn mớ nữa kìa. Rồi mấy con kia nó ăn mà nó khờ luôn rồi anh Đằng. Giờ lại hút nó đi. Say mê à. Giờ máu rồi đó, giờ gặp cái nào dí cái đó đó. Con này mới nên còn săn cước nha các bạn. Tầm vài tuần nữa cho phần săn free luôn. Đây là hút mấy con kia nè. Tiếp tục nha các bạn. Lên đường. Bây giờ này mà phơi nắng mày. Trời ơi, người ta đang đi săn ông nội ơi. Không phải đưa mày đi phơi nắng. Chim non ngộ các bạn. Nhìn ngáo ngơ. Bay à? Tiếp tục đi. Bay hả? Phải đứng mà phơi nắng. Ô quá rồi. Nó là đi săn rồi đúng rồi. Kìa góc rồi. Xếp cánh vô. Ừ. Mình thanh niên mình đi săn mà mình đi phơi nắng. Bên đây nè, mình nhìn thấy. Ừ, sẽ đâu đây. Đang tắm nè con. Sẽ tàu luôn kìa. Mày rồi lụm nha các bạn. Ê, chuột. Trời ơi chuột. Đen gì? Chụp chúng mà rớt ra các bạn. Đen thiệt. Trời ơi, dính vào chuột, liêu liêu. Ổn trời. Nó sẽ tàu ha. Sẽ nó bự á. Nó nu à. Bà dính bà cảo đi luôn rồi mà hụt á. Quá con. Quá trời luôn kìa. Con này ngu nè. dính rồi nha các bạn. Con kia không bay đi, nó chụp luôn vợ. Một con nữa nha các bạn. Hụt hoài cũng phải dính chứ. Được rồi nha các bạn. Mày giỡn mặt hả? Ăn đi con. Giờ sao cất? Ừ, có túi luôn ghê. Đúng màu hơn nha. Không biết săn được không mà sắm túi luôn ghê thiệt. Rồi. Không. Cắt lỗ mà. À, chuẩn bị trước luôn ghê trời. Chuẩn bị trước nên sáng giờ đi không có đó. Ba vòng mà đi săn mà chuẩn bị túi trước hay móm. Được rồi, con thứ hai nha các bạn. Khai vuốt khá thành công. Giờ chiều làm 4 con nữa được rồi. 3-4 con. Con ăn miếng đi nhổ máu. Mấy thùng rác nữa các bạn.
Trời ơi chết ngắt ý. Chạy đi đâu mà chừng nhỏ quá, đi đâu con sâu. Dính con nữa nha ông bạn. Con thứ ba đúng không? Em nhiệm vụ của em là lấy cái túi. Ừ, con sẽ già mà nó khờ. Chắc con nãy bay qua đây. Một con nữa nhớ các bạn. Nãy mang túi ba gang luôn nè. Này túi ba gang. Đó, đổi với mồi nhớ các bạn. Mấy con này sống xíu thả được nè. Bắt vài con về cho nó ăn thôi. Ui, gớm. Tuyệt vời nhớ các bạn. Một con nữa. Con này tên gì anh Đặng? Chưa có tên hả? Chưa có tên. Chưa có săn được nên chưa có tên nha các bạn. Bây giờ săn được gì nha, tìm tên. À, bỏ túi. Đặt tên bé Đụt đi. Bé Đụt. Ok, bé Đụt, Đụt tất cả con sẻ. Gặp sẻ là Đụt. Tuyệt vời nha các bạn. Con thứ ba. Để mình bỏ vô túi. Tại đó, rồi bỏ thôi. Sao mà chạy được với em? Tiếp tục, thôi cho nó nghỉ đi. Cho nghỉ rồi sang tiếp. Kia kia, ngay thùng nước, thùng điện kia. Còn nó xuống á, nè nè. Một con nữa nha các bạn. Tuyệt vời. Ôi con này láo luyện rồi. Em rồi đó. À, ngày đầu tiên mà về là quá ghê rồi. Ừ còn con cái bên nữa kìa. Bắt không tao bắt luôn. Con nữa nha các bạn. Gửi cho nó sống anh ta. Tuyệt vời. À, những pha chụp sẻ chắc nụi. Và đây là những con sẻ héo le nha các bạn. Sẻ đen. Bỏ vô túi nữa đi. Đừng cho nó thấy. Rồi em 4 con nha các bạn. Trời ngày đầu mà ghê ta. Bé Đụt. Bé Đụt nè. Đã có tên bé Đụt. Đụt sẻ. Nè để tao lặn cái đầu cho mày. Cho nó ăn đi. Ăn vài miếng. Đó ngon. Đó ngon. Rồi lên đường nào bé Đụt. Tiếp tục nha các bạn. Đây có con nữa trước mặt đây luôn. Con này nhìn khờ khờ á, chắc bắt được rồi. Đủ kêu nó khờ nó bay luôn. Rồi ra bờ sông đi, bờ sông có nước á. Ừ, ra bờ sông đi. Dừng xe cho nó uống nước, nó tắm với nhau à. Nãy giờ săn mệt rồi. Nãy giờ săn muốn ná thở luôn rồi. Đúng rồi. Uống nước con. Không uống mới lạ đó. Uống như chó luôn nè. Đó ngay mà. Mệt mà xào xào. Mệt mà giả bộ không à. Nè các bạn. Đuối quá rồi. Đó. Trời ơi, uống mà uống lùa vậy luôn trời. Uống giữ thần con. Đứng đứng hồi nắng nắng bả tắm luôn ạ. À. Đó, đó. Này, anh em mình cũng ngồi nghỉ một xíu. Uống nước một xíu đi săn tiếp. Đây có cá không Đằng nhờ? Ừ, nó uống mà nó uống một hơi dài luôn á. Quỷ này. Kèo này chắc kèo tắm rồi anh Đăng ơi. Dễ lắm à.
Rồi tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Rồi tắm mà có, tắm mà có cây lá hoa cỏ gì cũng đã. Còn gì bằng nữa. Nằm luôn. Nằm luôn rồi. Đã quá rồi. Hay lắm á. Phê trong phê nãy giờ tao mệt quá trời mệt. Nó nằm xuống luôn á. Ngồi phải phơi nắng khô lông mới đi săn được. Đơn giản anh bay mấy đường là khô cái gì. Chơi chơi chơi. Như con vịt. Như vịt luôn á. Đã ngâm nguyên cái đuôi xuống luôn kìa. Hồi má hồi ước mềm luôn, nghỉ săn luôn con. Ở Sài Gòn này là chơi cứ chơi mấy con chim ưng dòng nhỏ này là ngon nhất. Ừ. Đi săn mấy con chim sẻ, chim cu đồ ở Sài Gòn. Bãi săn đồ cũng ít. Bãi săn cũng ít. Chứ chơi dòng lớn phải lội ruộng đó mệt. Cứ nhỏ vậy là êm nhất. Này là thời săn đường phố. Đi cỏ đường thôi. Bả đã lắm á trời. Tắm cái gì? Ngại ngùng nữa. Coi phim lên sóng tivi mà. Đó, đúng rồi. Trời trời ơi, ướt cái cam của ta luôn. Tiếp con. Nè bạn, nãy giờ nó săn được như đây. Hai con trên xe nữa. Nãy giờ bà tắm. Bà đi vô bà. Tuyệt vời. Mình sẽ sẽ già không à. Nãy hai con kia hai con non ha. Hai con non chụp chết queo. Đã không các bạn. Rồi sang thành phố. Nói chung Sài Gòn mà chơi mấy con nhỏ nhỏ vậy là hợp lý rồi. Nhìn vậy thôi chứ không chụp đâu. Nào đáng chụp chụp đúng không con. Phơi nắng quá cưng nó đưa càng sát vỡ càng gian nè. Mặt cưng biết lên hình mà tao biết tao được lên hình mà. Mặt cưng thì hai ba con luôn nè. Dính một con, dính một con nha các bạn. Tắm xong rồi vẫn không mất khắc khí. Vinh vô nó, vinh vô mẹ. Một bé nữa. Hùng hả? Ừ, dính mà. Hùng không? Dính, 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 dính. Đây nè. Một con nhớ các bạn. Tuyệt vời, ông mà chơi. Ủa mấy fan này trái tay em quay không biết có thấy không. Tiếp tục môi đấu. Đó, đổi mồi sống liền. Em cất cho. Xin một xíu à. Nè các bạn. Một con nữa nè. Cho nó ăn xíu nè. Tuyệt vời, ông mặt trời con này sẽ non. Sẽ non nè ơi. Lừa. Ừ. Nó biết sẽ nó ngủ rồi. Nó lừa sẽ non nó bắt. Thôi tiếp tục. Lấy con sẽ con nói.
mới sao? Hải Quang dính con nữa nè. Mình mới gắn máy quay lên đầu của anh Đặng á. Một con nữa. Pha này chắc thấy được. Pha này chắc đẹp. Em tự dí cũng được chứ. Con này nhìn tỉnh quá trời vậy mà. Yếu. Con thứ 6. Giỡn với bé đụt hả? Những đường bay đầu tiên đó các bạn. Mà bay thấy ghê thiệt. Chắc cho nó nghỉ xíu anh nào. Đây mát nè. Em cho gì á? Đú. Không có gì, quay đi đút rồi. Con thật kinh nè. Trẻ này là con cô trẻ ngu nhất nè bây giờ. Đợi cái xe đó qua. Dính rồi nha các bạn. Bao thêm một con sẻ nữa nè. Con sẻ nữa nha các bạn. Rỡ anh nè. Con kia đâu. Ưng nhỏ anh. Ưng nhỏ.